dễ dàng. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc mà ngoài khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm Blue Eye này, thì có một đặc biệt theo tôi biết ở trên thị trường ấy, thì tất cả những cái sản phẩm có cái thành phần glutathione thì có cái sự phối hợp giữa nhiều loại khác nhau, có collagen và có thành phần khác. Tuy nhiên của họ đều là dưới dạng viên nén. Nhưng đối với thành phần cái sản phẩm Blue Eye này là thành phần duy nhất dưới dạng viên sủi và có sự phối hợp giữa các loại dược liệu khác để giúp cho làn da vừa tăng tạo collagen vừa làm trắng da từ bên trong. Tuy nhiên khi sử dụng những cái sản phẩm làm đẹp này, chúng ta vẫn cần một chế độ ăn uống cân đối, ví dụ như là đạm, mỡ, đường, và ưu tiên là chúng ta ăn những loại rau xanh để cung cấp các thành phần vitamin và các khoáng chất. Và một điều nữa là uống đủ nước. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có thể là quên việc bận việc gì đó mà chúng ta không uống nước, nhưng các bạn nên nhớ rằng không uống nước đó là một thói quen dù nếp nhăn tới. Hoặc là ví dụ như bạn phải ngủ đủ giấc, sau một giấc ngủ đầy đủ sáng sau bạn thấy gương mặt bạn tràn đầy sinh lực và da bạn sẽ đẹp hơn. Ngoài ra thì cái việc mà những cái chế độ mà chăm sóc, ví dụ như bạn sử dụng các sữa rửa mặt, rồi tẩy da chết định kỳ, rồi sử dụng các cái sản phẩm uống từ bên ngoài, và đặc biệt là bạn sử dụng những cái sản phẩm mà để giúp cho làm đẹp từ bên trong, như sử dụng sản phẩm Blue Eye này, bạn nên sử dụng với cái liều từ 1 đến 3 tháng, sau đó bạn vẫn phải duy trì, chứ không phải bạn dùng 3 tháng xong thì bạn bỏ, bạn không dùng nữa, thì tôi nghĩ rằng cái kết quả của nó không được duy trì, bởi vì cơ thể chúng ta sau 20 tuổi thôi thì cái lượng glutathione này đã được giảm dần. Nếu chúng ta được cung cấp nó đầy đủ thì chúng ta sẽ trẻ trung hơn, sẽ xinh đẹp hơn và sẽ quyến rũ hơn. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc làm đẹp cũng cần phải có thời gian. Lần đầu tiên tại Việt Nam, các nhà khoa học đã nghiên cứu và sử dụng công nghệ cao để chiết xuất thành công glutathione tinh khiết và ứng dụng vào việc sản xuất viên sủi hỗ trợ làm trắng, chống lão hóa da. Tại sao cái viên Blue Eye có tác dụng chống lão hóa và làm sáng da? Bởi lẽ trong đó có glutathione, chúng ta biết là cái hoạt chất rất tốt là L-glutathione. Nó tác dụng tốt hơn cái glutathione thông thường và nó hấp thu một cách bền vững qua dạ dày chúng ta. Glutathione được giới chuyên môn đánh giá cao là một trong những sự kiện y học nổi bật vì giúp trung hòa các gốc tự do chống oxy hóa cực mạnh, ngăn chặn sự sinh sản và tích tụ melanin làm chậm quá trình lão hóa, giúp hỗ trợ làm trắng da từ sâu bên trong. Việc ứng dụng được hoạt chất này vào cơ thể con người sẽ giúp bảo vệ làn da, chống đỡ tia tử ngoại, bụi bẩn ô nhiễm từ môi trường.